When I'm easy at all. Yes, can you say hear me say at all? Yeah. Yes, Sorry, sorry. sorry. Me see it all. Nam mô Bát Đà Giá, Nam mô Đàm Ma Giá, Nam mô Sang Khà Giá. Good evening, Sayadaw. Good evening, everyone. Welcome back to our Vinaya course. Today, Vinaya lecture will last 1.5 hours. The first 1 hour is for the Dhamma lecture, and the next 30 minutes is for the questions and answers. We will mute everyone during the lecture. If you have any questions regarding today's topic, please send your questions to our link Google Docs. Dear Sayadaw, we would like to invite Sayadaw to start the Dhamma talk, chapter 36, Medicine and Medical Treatment, and chapter 38, Spoiling Our Devotees' Fate. We would like to invite Mante Bhavarathamikar to start the translation. Chúng con xin đảnh lễ Chư Tôn Đức Tăng, kính đảnh lễ Ngài Sayadaw, xin chào toàn thể đại chúng. Hôm nay chúng ta lại tiếp tục đến với khóa học luật Quý Na Giá. Bài giảng hôm nay sẽ kéo dài trong 1 tiếng 30 phút. 1 tiếng đầu là phần thuyết giảng của Ngài Sayadaw và 30 phút còn lại sẽ dành cho phần hỏi đáp. Xin mời quý vị gửi câu hỏi về ban tổ chức qua đường link Google Doc hoặc giơ tay để hỏi trực tiếp với Ngài Sayadaw nếu còn giờ. Chúng con xin kính thỉnh Ngài Sayadaw bắt đầu buổi pháp thoại. Chủ đề pháp thoại tối nay là chương 36, thuốc men và trị bệnh, và chương 38, làm hư hỏng đức tin của Phật tử. Kính thỉnh Bàn Tê Phát Thắng từ Bi Quan Hỷ phiên dịch sang tiếng Việt cho chúng con. Sa đu, sa đu, sa đu. Okay, let's start. Arahaṃ sammā sambuddho bhagavā Buddha bhagavanta abhivādemi Svekhāto bhagavata dhammo dhamma namassāmi Supadipanno bhagavato savaka sangho sangha namāmi. Con xin cúi đầu đảnh lễ Đức Thế Tôn mở công cung tranh đẳng tranh giác. Con xin cúi đầu đảnh lễ giáo pháp do Đức Thế Tôn khéo thuyết giảng. Con xin cúi đầu đảnh lễ chư tăng đệ tử của Đức Thế Tôn, các ngài là bậc khéo thực hành. Nam mô tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa. Namo dasa bhagavato arahato sammāsambuddhassa. Con xin đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc Arahan tranh đẳng tranh giác. Okay, today chapter 36 again. So Visajanidhi is a medicine or medical treatment. Hôm nay Ngài Sayadaw dạy lại cho chúng ta chương 36, tại vì tuần trước là do mạng Internet không nên chúng ta nghe không được rõ. Ngài sẽ dạy lại chương 36, đó là Pesacha Nideso. Pesacha đó là thuốc men và trị bệnh. Because last week, this chapter is not well recorded because the Internet, poor Internet. So today maybe more better Internet. Tuần trước là do cái mạng Internet rất là yếu nên thành ra cái bản ghi âm của chúng ta không được rõ và chúng ta nghe không được rõ. Chính vì thế Ngài Sayadaw sẽ giảng lại cho chúng ta và hy vọng là hôm nay Internet sẽ ổn hơn. Janasa kato vise jandadu vato nalabedi Pekachariya vinyan jisake hi sadamina Pituna rupataka vikunisita banduna Laban vise jagana vaya vichagra sacha. So Janasa Vine is to the lay people. Kato is to do or to make the medical treatment. Visaja is a medicine. Tato is to give medicine. Kato is to say
to say that or this disease is this medicine is can treatment like that. So should not say this way. So if give and say at the time not proper to the lay people. Yes. Chanasa đó là tới người cư sĩ, người đây là người cư sĩ và Katung đó là cách làm hay là chữa trị chữa bệnh. Pesachang đó là thuốc, Datung là cho và Vatung là nói, cho hay là nói. Thì khi mà vị tỳ khưu mà cho thuốc hay là nói tên thuốc đấy cho người cư sĩ, ví dụ như cư sĩ người ta bị bệnh và họ hỏi thì vị tỳ khưu không được phép nói rằng thuốc này là trị bệnh này bệnh kia. Thì nói tóm lại đó là nếu mà vị tỳ khưu mà đi chữa bệnh hay là cho thuốc tới người cư sĩ là không đúng đắn, không được phép. Bhikkhu can give or can make a medical treatment to the Sahadamika. No? Sahadamika means is Bhikkhu, Bhikkhuni, Samanera, Samaneri, and Sikkhamana. This five called Sahadamika. So Bhikkhu can do the medical treatment to the five Sahadamika person. At the time, Bhikkhu can be searching the medicine by the Pitapata way. Bhikkhacharya is a Pitapata way. Yeah? And also Vinyati is allowable asking from the relative or from the Dayaka like that. So this searching for the old medicine also can do the medical treatment. So Bhikkhacharya is a Pitapata way. Vinyati is a thoroughly asking medicine from the related and dayaka, and sometimes has an old medicine, and then also can make the medical treatment or can give to the five Sahadamika person. Yeah. Nhưng mà trong trường hợp có trường hợp vị tỳ khưu được phép cho thuốc hay là chữa bệnh trị bệnh tới đó là năm bậc Sahadamika, đó là năm bậc đồng đạo hay là năm bậc đồng và mạnh. Năm bậc đồng và mạnh ở đây đó chính là tỳ khưu ni, saji, sajini và cô ni tập sự. Thì trong trường hợp này khi vị tỳ khưu bằng cách đó là Bhikkhacharya, có nghĩa rằng bằng cách là đi khất thực vị đó có được thuốc men, hoặc là bằng cách vinyati đó là vị đó được phép gợi ý từ đâu, hỏi từ đâu, từ gia đình của mình, từ thân quyến của mình, hay là vị đó hỏi từ thí chủ, người đã thỉnh mời mình. Thì trong trường hợp đó vị đó có được thuốc hay là thuốc của bản thân vị đó, do thuốc của vị đó, thì vị đó cũng được phép là cho thuốc này để trị bệnh tới người năm bậc đồng đạo, năm bậc đồng và mạnh, Sahadamika, được phép cho. And also another six person also, Bhikkhu can get the medicine or can make the medical treatment. This six person is number one, father, number two, mother, number three, the Dupataka, no? The nurse or the parent, who's attendant to the parents. Number four, Bhikkhu Nisita. Resident volunteer can be a staying dependent on the Bhikkhu. No? Number five is Panduna. Panduna is a person who is shivan or Samrira candidate. No? He will be ordained. No? Now, Vyavichakra meaning is like in the monastery office, Santa Mavaka, in the kitchen, Santa. Kitchen person like that. Sometimes they can get some little salary, no? Some supported by the committee monastery like that. Even those, they can get some money from the monastery. Sometimes they sick. At the time, they are relative also no yes, no yes, no. At the time, monastery has a duty, no? And then a bhikkhu can give the same medicine and make the treatment for the Dhammavaka also. So the 6% bhikkhu can make the medical treatment or can give the medicine. Và thêm nữa đó là 6 hàng người mà vị tỳ khưu có thể cho thuốc chữa bệnh tới. Thứ nhất đó là cha, thứ hai là mẹ. Cha và mẹ của vị tỳ khưu được phép cho thuốc men chữa bệnh tới, thuốc men chữa bệnh tới cha và mẹ. Và thứ ba đó là Tadupataka, đó là cái người chăm sóc cho cha của mẹ mình, hay là y tá, hay là những người phục vụ chăm sóc, phụng dưỡng cho cha mẹ mình. Thì trong trường hợp đó, vị tỳ khưu được phép cho tới cái người phụng dưỡng cha mẹ của vị tỳ khưu. Thứ tư đó là Bhikkhu Nisita, đó là cái vị Kabiya hay là thị giả mà sống dựa vào vị tỳ khưu, hộ độ cho vị tỳ khưu, tình nguyện hay là tự nguyện hộ độ cho vị tỳ khưu. Và thứ năm đó là Bandunang, đó là
vị sa vị giới tử chuẩn bị xuất gia làm sa di trước chưa phải là sa di nhưng mà đã chuẩn bị xuất gia làm sa di trong trường hợp đó vị tỳ kheo được phép cho. Và thứ sáu đó là vaisavacca karasa, có nghĩa là vị đó cho có thể cho tới những cái người làm công quả trong thiền viện hay là những người đó là dharma worker hay là những người hộ độ, những người làm việc hộ độ cho pháp, cho tu viện. Ví dụ như là những người nấu ăn trong tu viện, những người mà làm công quả trong tu viện, cho dù mặc dù là họ có được ban cư sĩ của trong thiền viện có trả lương cho họ hàng tháng, nhưng mà nếu mà trong trường hợp mà họ sống trong tu viện mà họ bị bệnh như vậy thì thiền viện tu viện là có nghĩa vụ cũng phải cho thuốc trị bệnh tới cho họ và chữa trị giúp đỡ cho họ ấy. Và vị tỳ khưu có thuốc men cũng có thể cho tới những người họ đang làm công việc để hộ độ pháp, để đang phục vụ hộ độ cho trường thiền và hộ độ cho giáo pháp. Thì trong trường hợp đó, 6 trường hợp này thì vị tỳ khưu, 6 hàng người này thì vị tỳ khưu được phép cho thuốc men trị bệnh tới. Mahachula vita madhavada begini adinam desan sake natini yedata bantava kaligan. So this stanza is saying related is as Mahavine is a Eda, Chula is a Yanga. No? Maha is a Eda, Chula is a Yanga. No? At that time, Pita Mine is a Mahapita, Chula Pita. At that time, I have to be connected like that. Mahapita, Chula Pita. Mata also like that. Mahamata, Chula Mata, like that. Pata also Mahapata, Chula Pata. Pata is a Blada. No? Begini is a sister. Maha. Begini, Chula, Begini, like that. No? So at the time, Pitocha and Matula also have to include it. So at the time we can get there, according to English, Anke, either brother or one father or mother, younger brother or one father or mother. Another is an auntie. No? So English is Anke, auntie, Uli, because Pali has many names like that. So either sister or one father or mother. So either sister or one father called Mahapada. Younger sister or one father called Chula Mata. Oh, sorry. So here is a elder brother or one father called Mahapita. No? Yes. Elder brother or the one mother is called Pitocha, like that. But English is only Anke only. No? So at that time, you have to remember Anke, auntie, this is enough. No? So father side or mother side. No? Auntie also like that. Elder sister or the one father or mother. Father side or mother side. At the time, father's elder sister or mother elder sister, we call the auntie. No? Another younger sister or the father and mother. This also called auntie. No? Another is the elder brother or younger brother. This is easy. Elder brother, younger brother, elder sister, younger brother, yeah? Elder sister, younger sister, etc. So there are 7 generation related. No? 7 generation meaning is you are now the middle. You are middle. So your father, your grandfather, like the 7 generation. And also your son, your grandson, another 7 generation like that. So you are middle. So about another 7 generation. And also below 7 generation. This is called 7 generation related. Và trong trường hợp này, trường hợp đó, cái câu này có nghĩa là Mahachula Pita Mata Pata Bagini Adinang và Pitucha và Matulo vân vân. Thì trong trường hợp này Maha đó là lớn và Chula là nhỏ, Pita là cha, Mata là mẹ, Pata là anh hay là anh hay là em trai và Bagini đó là chị. Thì thực ra từ tiếng Anh thì chỉ có từ đó là uncle và auntie, hai từ này thôi. Nhưng mà từ Mahapita đó là anh của bố và Chula
Chulapita đó là em của bố, thì có nghĩa là chú và bác đúng không? Nên nếu mà nói theo tiếng Việt của mình, còn tiếng Anh thì nó mỗi một từ đó là uncle thôi. Còn chị của mẹ đó là Mahamata hay là Chulamata đúng không? Thì hoặc là Mahabata và Mahabagini hay là Chulapata Chulabagini, thì đó chính là anh trai của cha, em trai của cha, chị gái của cha hay mẹ và em gái của cha hay mẹ, và anh trai, em trai, chị gái, em gái, vân vân. Thì đó là những cái những người thì người thân quen của mình, của vị tỳ khưu. Tiếng Anh thì nó chỉ có hai từ như nó từ như vậy thôi, nhưng mà tiếng Việt của mình chia ra nhiều hơn. Và bảy thế hệ thân quen trong vòng bảy thế hệ như vậy thì chúng ta được phép là cho thuốc men tới, thì đó là bên trên, ở chúng ta là giữa, và bên trên bảy thế hệ và bên dưới bảy thế hệ. Say đó, may I clear this point, say đó. It means we are in the middle, above three and below three, or be, so we are totally seven, is that? Or No. So above we seven. Are middle, so below above seven, and below yes. Also seven. Oh, yes, I know. Yeah. Yes. So, father, grandfather, great-grandfather, another great-grandfather, like that. Many seven. Yes, sir. Yeah. Và như vậy thì trên bên trên bảy thế hệ và bên dưới bảy thế hệ, bên dưới chúng ta bảy thế hệ, thì bên trên bảy thế hệ đó là những người thế hệ của bố này, của ông này, và bên dưới thì là con này, cháu này, thì đó tổng cộng là bên trên mình là giữa và bên trên bảy thế hệ, bên dưới bảy thế hệ, thì những thân quen như vậy thì vị tỳ khưu được phép cho thuốc men tới. This is a blood generation related, no? Yes. Đó là cái thế hệ đây có nghĩa là sao, đó là ruột thịt máu mủ, chứ không không nghĩa là có huyết thống với nhau, quan hệ huyết thống với nhau. So your blood type is not your relatives. According to the our daily life, brother-in-law is related, right? But according to Vidya, brother-in-law is not a relatives. Only the sister is a related, but sister-husband is not. Sister-husband for the brother-in-law, right? Then the brother-in-law yeah. is not related. Yes. Trong trường hợp ấy, nếu mà đối với bên ngoài thì chúng ta thấy rằng em rể hay anh rể thì đều gọi là thân quen đúng không? Đó là theo ở bên ngoài ngoài đời. Còn khi mà trong luật ấy, thì em rể và anh rể thì đều không tính là thân quen, không tính là huyết thống, mà chỉ có em gái thôi. Em gái hay chị gái của mình, của vị tỳ khưu thì mới tính đó là thân quen thôi, theo luật. And also some people after marriage, after getting the children, they ordain. At the time, the wife is not related, but children is related because yes. blood generation. The wife is not related. Yeah. Cũng như thế, như trong trường hợp vị tỳ khưu mà vị đó đã có gia đình, có con cái, có vợ, có con rồi, và sau đó bị đi xuất gia làm tỳ khưu. Thì khi mà xuất gia làm tỳ khưu rồi, thì khi đó và vợ của vị đó không tính là thân quen nữa, nhưng mà con chỉ có con thôi, con cái thì là thân quen, nhưng mà trừ vợ ra, vợ không gọi là thân quen, là người ngoài rồi. So according to the daily life, the wife is a very close relationship, but according to Vinaya, wife is a very far like that, no? So not related, no? Shall not the ask for degree also from the wife if she not invited. Trong cái cuộc sống hàng ngày ấy, thì chúng ta thấy rằng đối với vợ hay là chồng thì rất là gần gũi với nhau, phải không? Nhưng mà theo luật, khi vị tỳ khưu mà đã có gia đình vậy, sau này xuất gia rồi ấy, thì vợ không còn phải là thân quen của vị đó nữa, là người ngoài rồi, mà lại ngoài rất là xa nữa. Thì khi đó vị tỳ khưu mà xuất gia như vậy thì nếu mà không được có cái sự thỉnh mời làm thị giả cho, không có sự thỉnh mời cúng dường tứ vật dụng từ người vợ cũ đó, thì vị tỳ khưu cũng không được phép xin vật dụng từ người vợ cũ. So because there's sometimes the wife should invite the big who is a previous husband. So husband already ordained, and then the wife should invite any requisite to us. If not do the invitation, the husband big who cannot ask any requisite from their wife. That's me. Yes. Có nghĩa rằng nếu mà một vị tỳ khưu mà đi xuất gia rồi thì người vợ cũ của vị đó
nó có tay ý thì nên thỉnh mời vị tỳ khưu về để cúng dường tứ vật dụng. Còn nếu mà không được cái sự thỉnh mời cúng dường tứ vật dụng tới vị tỳ khưu thì vị tỳ khưu đó sau này sẽ không không có được phép xin hay là hỏi tứ vật dụng từ người vợ cũ nữa. Okay, now seven blood generation related. No? This is real related, blood related. So at the time they sick, at the time if they have old property medicine, at the time bhikkhu can do their medical treatment using their old property. And sometimes they have no medicine, at the time bhikkhu can use his medicine. No, temporary can say, oh, I will use my medicine. So later you can return back my medicine. So at the time, this according to Vidya, this proper. If this related, he return back or not, never mind. Bhikkhu shall not ask. Có nghĩa rằng trong trường hợp mà thân quyến mà cùng huyết thống với vị tỷ khưu mà họ bị bệnh, nhưng mà trong trường hợp bị bệnh này thì họ lại không có thuốc men để chữa bệnh và vị tỷ khưu lại có thuốc men trị bệnh, thì vị tỷ khưu có thể tạm thời cho họ cái thuốc men đó để trị bệnh. Thì ví dụ như là vị tỷ khưu có thể nói rằng bây giờ là tôi cho thuốc trị bệnh này tới thân quyến như vậy, và sau khi nào có thì hãy trả lại cúng dường lại. Thì mặc dù thì nói như thế, người tạm thời cho họ ấy, tạm thời như vậy, nhưng nếu mà họ không trả lại cũng không có sao, và vị tỷ khưu cũng không nên hỏi họ ấy, hỏi lấy lại cái thuốc đó, nhưng được phép cho. Kula dusana vinyati pesi jagana dini mata bidu hi sambandha nyatake sunarvati. So this says I show why bhikkhu can do the medical treatment to the relative. It is reason. No? Kula dusana apatiya vinyati, no? And allowable asking or inappropriate asking, no? Requisite. So kula dusana abati, vinyati abati, and besicha karana abati, etc. does not grow, does not reach to the interrelated, connected with the parents. No? So relatives is a blood relatives. No? Okay. Yes. Thì ở đây câu kệ này sẽ nói lý do tại sao mà vị tỳ khưu có thể cho thuốc tới thân quyến. Thì trường hợp này có nghĩa rằng khi mà vị đó nói là kula dusana, có nghĩa là những hành động về thân này, những hành động về vinyati, nói về khẩu này, những hành động về xin hay là gợi ý tới gia đình hay tới thân quyến ấy, thì những cái lý do này thì đều không làm hư hỏng cái đức tin của thân quyến, bởi vì tất cả những thân quyến đây là huyết thống và có quan hệ ruột thịt với cha và mẹ của vị tỳ khưu. Dính vì cái tình thân đó nên là không có khởi sinh lên cái nguyên nhân để làm hư hỏng cái đức tin của những người thân quyến đó. Veda pato anamato madadina mavarito chana davicho rasada to isiya saja. So here is not only medicine, veda pato also. No? Veda pato is a food, not yet touched food. No? Not yet touched meaning is a bhikkhu not yet eaten. Bhikkhu not yet eaten this food. At the time, bhikkhu can get to the mother, etc. No? Or 6%. Is play there in the Seda Nava 275. This is Pasen. No? Mata Pita, mother, nurse or parent, etc. This is Pasen can give. And also, not only this Pasen, and also another Damrika Chora to the thief or robber. No? Because if we could not get the robber, at the robber can destroy the whole monastery, maybe. No? So very, very dangerous person, the robber. No? So bhikkhu can give food to the robber. At that time, this robber no harm to the monastery. No? And also the king, Isriya. The king visit to the monastery at the time, bhikkhu can give the food, no? To the king. So the king also sometimes dangerous. No? So had to get the king also. So all the 8% like that. No? Yes. Và câu kệ này sẽ nói lý do đó là trong cái trường hợp mà vị tỳ khưu không chỉ là thuốc men mà trong trường hợp này có cả vật thực, đó là binabato, đó là vật thực khi khất thực có được, và
Anamato có nghĩa là chưa chạm tới, vị đó chưa có dùng, chưa có ăn tới, thì vị đó có thể cho tới, đó là Matadinang, có nghĩa là cho tới người mẹ này, và cho tới cha này, cho tới 6 cái bậc, cái người mà nhóm đầu tiên chúng ta nói đó là cha tới cha tới mẹ này, tới người chăm sóc cho cha và mẹ này, tới cái vị cấp giá của vị tỳ khưu này, thị giả của vị tỳ khưu này, hay là tới giới tử chuẩn bị xuất gia lên tỳ khưu, và cho tới cái người làm công quả trong tu viện. Thì trong trường hợp đó 6 với lịch cộng thêm thứ tiếp theo nữa, đó là chora, đó là kẻ trộm, kẻ cướp. Tại sao phải cho tới kẻ trộm, kẻ cướp? Bởi vì kẻ trộm vào chùa mà nếu mà không cho, nhiều khi đốt hết chùa, đúng không? Phá hỏng hết chùa, đốt hết chùa. Nên là đó là, nên là kẻ trộm là một nhân vật rất là nguy hiểm. Nên là kẻ trộm tới thì lúc đó tỳ khưu được phép là cho đồ ăn, khất thực đồ ăn của mình tới kẻ trộm. Và nữa, đó là vị tỳ khưu, à vị tới vua, tới vị vua. Tại vì nếu mà vua mà tới tu viện thì vị tỳ khưu cũng được phép cho đồ ăn khất thực của mình tới vị vua. Bởi vì vua nhiều khi cũng là một cái nhân vật rất là nguy hiểm. Nếu mà không cho thì nhiều cái chuyện không hay sẽ xảy đến, tại vì quyền lực của vua. Nên là tất cả tổng cộng là 8 người, 8 hạng người mà vị tỳ khưu có thể cho đồ ăn khất thực tới. So this food is a not yet eaten food, no? Not yet eaten food. So shall not give to the other. But sometimes poor person, no? They come to the visit. They are very hungry. At that time, shall not give to the anamato, not yet eaten food. After bhikkhu eating, leftover food can get the poor person, the one who reached to the monastery, no? Trường hợp đây chúng ta đang nói đó là trường hợp mà vật thực còn mới, vật thực vị tỳ khưu chưa có thọ dụng, chưa có dùng, chưa có ăn, thì có thể cho tới 8 hàng người như chúng ta vừa nói trên. Nhưng mà trong trường hợp mà có người nghèo, người vô gia cư, những người mà họ đói khổ, người ăn xin tới tu viện, thì vị tỳ khưu lại không được phép cho đồ ăn mới này tới những người ăn xin, tới những người nghèo khổ, tới những người vô gia cư hay người ăn xin như vậy, người ăn mày. Nhưng mà vị tỳ khưu thì khi đó phải ăn và đồ ăn dư thì có thể cho, nhưng mà đồ ăn mới đi khất thực về, đồ ăn còn mới thì không được phép cho. But not get to the leftover food to the king. So at the king may be very angry. Okay. Thì đồ ăn thừa thì cho người ăn mày ăn xin như vậy, nhưng mà đồ đừng có cho đồ ăn thừa, đồ ăn dư tới vị vua nha. Nếu mà cho đồ ăn dư tới vua, vua mà tức lên thì có chuyện xảy ra đó. Tisan sutta dagehi va pritan kriya natano panitan bhavana pite pritan sasano gata. So this is a pritan chanting. Sometimes invite to the bhikkhu for pritan chanting. At the time, this ceremony also have to use the string and water. At the time, take a string and drink water. Have to use not the bhikkhu string and bhikkhu water, no. So not atano, shall not do by bhikkhu string and water, no. So vanita by shall be recited, but not painted when being asked to recite, no. Paritan sasanogata have to chant the Yadana Sutta set of Veda chanting included in the Buddha teaching, no, in the Tipitaka. So someone invite bhikkhu, and then bhikkhu can chant the Parita, no, in the house or anywhere. So at the time, I have to use the dagger, string and water only, not the bhikkhu string and water. No? This is important. Chanting time also, bhikkhu touching the water better with the hand. String also, bhikkhu there, holding the string also better. No? At the time, bhikkhu, sila, samadhi, pinya, and prita, chanting power also reach to the string and water. No? Yeah. Trong trường hợp ở đây đó là người cư sĩ hay là Phật tử, người ta tới người ta thỉnh vị tỳ khưu đem, người ta đem nước này, hay là người thỉnh vị tỳ khưu tụng kinh Paritta, kinh bảo hộ, và người ta có đem chỉ và nước tới, đem sợi chỉ và đem nước tới, thì vị tỳ khưu được phép hay là nên làm đó là tụng kinh cho họ ấy, cầm sợi chỉ và cho tay có thể nhúng vào nước và tụng kinh bảo hộ, kinh Paritta cho Phật tử. Nhưng nếu mà vị tỳ khưu mà đem cái sợi tự mình đem chỉ hay là đem nước của mình mà đem mà đi tụng thì điều đó là điều không được phép, không nên, và điều đó là điều không được phép, vị tỳ khưu không được phép làm như vậy. Nhưng mà trong trường hợp mà vị người Phật tử, người ta có thỉnh mời, chỉ khi nào được thỉnh mời thôi, thì khi đó thì vị tỳ khưu được phép là tụng kinh bảo hộ Paritta, những bài kinh ở trong Tam Tạng, trong
kinh điển, ví dụ như bài kinh Ratana Sutta, bài kinh Châu Báu, vân vân, những bài kinh Paritá có bao gồm trong giáo pháp, trong lời dạy của Đức Phật. Và đem chỉ thì vị tỳ khưu phải cái chỉ đó là phải của người cư sĩ Phật tử người ta đem tới, hay là nước cũng vậy là của Phật tử người ta đem tới, và vị tỳ khưu có giới có định, và vị tỳ khưu tụng Paritá kinh bảo hộ nữa, và nên cầm cái sợi chỉ và có để tay chạm vào nước. Sila dhamma brita wa agarwa ditu basetu tadu watu chala vedi gadwa ke na chipisi toti. This is requested by the Dayaka. Please, when they come and give the sila, sila and give. And dhamma, dhamma and or brita, please recite like that. So at the time, having gone and can give the sila and can give the tomato or can recite the brita or no? This is a proper. Yes. Câu kệ tiếp theo này sẽ cho chúng ta biết đó là khi mà Phật tử hay là người cư sĩ người ta có thỉnh mời vị tỳ khưu, đó là silang damang paritang, có nghĩa rằng người cư sĩ người ta thỉnh vị tỳ khưu cho giới này, cho sila này và thuyết pháp và hay là tụng kinh bảo hộ, thì khi đó vị tỳ khưu được phép là cho giới tới người cư sĩ, được phép thuyết pháp tới người cư sĩ và được phép tụng kinh bảo hộ parita. So in this chapter, so this a big, sometimes bhikkhu has a very clever to make the medical treatment. No? And then I not allow to do the medical treatment to the lay people. But at the time, lay people is clever. Sometimes he will say, oh, Bhante, which medicine better for this disease? At the time, he just asking Uri. And then the bhikkhu can say, oh, for this disease, this medicine is better like that, can say like that. No? Trong trường hợp mà ví dụ như là người cư sĩ người ta bị bệnh thì vị tỳ khưu không được phép là ví dụ như vị tỳ khưu đó ngày trước vị có là bác sĩ chẳng hạn, sau đi xuất gia và vị đó có biết hiểu biết hay vị tỳ khưu có sự hiểu biết về thuốc và cách trị bệnh, thì nếu mà biết như vậy thì cũng không được phép đi nói cách bày cách trị bệnh cho tới người cư sĩ. Nhưng mà nếu người cư sĩ nào người ta khôn khéo, người ta có sự hiểu biết luật, thì người ta có thể hỏi rằng là thưa bàn tê, nếu mà cái bệnh như thế này thì thuốc nào là hợp lý, thuốc nào là sẽ chữa được cái bệnh đó, thì khi đó vị tỳ khưu được phép nói. Còn nếu mà họ nói là chữa bệnh cho họ thì hay là bày cách chữa bệnh cho họ, họ bị bệnh này bệnh kia, vị tỳ khưu bày cách chữa bệnh cho họ thì không được phép, trừ trường hợp đó là họ nói rằng nếu giả sử cái bệnh như thế này thì thuốc nào là cái thuốc hợp lý, thuốc nào là cái thuốc thích hợp để chữa bệnh đó, thì khi đó vị tỳ khưu được phép nói. Sometimes the lay people are not clever. Sometimes he say, oh, my mother is sick. Or my mother is getting the cancer or something. No? So Bhante, please give the medicine or please say the medical treatment. At the time, people cannot give medicine or cannot take any the medical treatment. No? Nếu mà các vị giả hay là người cư sĩ, người thị giả, người Dayaka thị giả, không người cư sĩ chứ người Phật tử, người ta không có hiểu biết, người ta không có khôn khéo, và người ta giả sử như người ta nói rằng ô thưa Pante, là thưa sư, là mẹ con bị bệnh ung thư, là mẹ con bị bệnh thế này, bệnh thế kia, thì như làm cái thuốc gì, chữa bệnh như thế nào, thì khi đó vị tỳ khưu không được phép nói, không được phép chỉ. In this case, the bhikkhu also want to say but Kapiya or Dayaka also not clever. No? He asking the medicine for his mother. At the time, bhikkhu should not say directly to the Dayaka or Kapiya. At the time, nearby bhikkhu, one bhikkhu nearby, at the time, this bhikkhu can say to the bhikkhu, oh bhikkhu, Tisa, no? When your mother is sick, such kind of disease, at the time, no, this medicine is okay or not, like that. Can say bhikkhu and bhikkhu, no, each other. And then this Dayaka is a hearing conversation of the two bhikkhu. At the time he noted this conversation and he go back to home and he made the medicine. At the time is not the bhikkhu
medical treatment. This also allowed by the Thagata committee. Yes, yes. Trong trường hợp ví dụ như là vì các bị hại người ta hỏi như vậy thì hỏi trực tiếp là mẹ của họ hay là người họ bị bệnh hay là ai đó bị bệnh chữa như thế nào thì vị tỳ khưu không được phép nói. Nhưng trong trường hợp mà vị tỳ khưu muốn nói thì không được nói trực tiếp tới cái người Phật tử đó, mà vị đó có thể nói tới một vị tỳ khưu là bên cạnh. Vị tỳ khưu bên cạnh, ví dụ như vị tỳ khưu tên là Tissa chẳng hạn, thì vị đó có thể nói rằng: ô tỳ khưu Tissa hay là đạo hữu Tissa, mẹ của đạo hữu bị bệnh như thế này, nếu bị bệnh như thế này thì dùng cái phương thuốc như thế này có được hay chăng? Bởi nghe cái câu chuyện này mà người Phật tử người ta hiểu được, người ta đem về, người ta về để cắt thuốc hay làm thuốc giống như vậy, thì trường hợp đó là trường hợp ngoại lệ, tỳ khưu không có phạm, và trường hợp này được cho phép ở trong Atthakatha, cho phép ở trong chú giải cho phép cái cách nói như vậy, nói ý như vậy, hay là nói không trực tiếp, nói gián tiếp, không được phép nói trực tiếp tới người Phật tử, nhưng mà vị đó có thể nói với cái vị tỳ khưu bên cạnh, và do nghe được thì người Phật tử người ta hiểu ý thôi. Okay, go to the next chapter. Yes. Chúng ta tới chương tiếp theo, chương 38. So this chapter is Kula Dusana Nidhiswa. Yes. Chương này đó là Kula Dusana Nideso. Kula Dusana meaning is a spoiling of the body fridge, bad ashing of bhikkhu who blamed a family into the bad repute. So bhikkhu destroy the body fridge. It's called Kula Dusana. Kula Dusana có nghĩa rằng đây là vị tỳ khưu làm hư hỏng đức tin của người Phật tử, hay là những hành động xấu của tỳ khưu mang cái tiếng xấu tới các gia đình. So previous he fed to all bhikkhu or all sangha like that. But later one bhikkhu giving the flower like that to the lady. And then the lady very thank you to the bhikkhu. This bhikkhu are very good bhikkhu. Other bhikkhu are never gave to me flower like that. At the time, this lady feed only this bhikkhu only, not other bhikkhu. At the time, this lady face are spoiling. No, this meaning. Có nghĩa rằng ví dụ như là vị tỳ khưu cho hoa tới một người nữ, tới cái cô gái hay tới người nữ, thì ban đầu bản chất đầu tiên thì người nữ này, đó là cô Phật tử này, có tín tâm tới chư tăng, tới tất cả các vị tỳ khưu. Nhưng mà sau khi một vị tỳ khưu đứng ra và vị đó cho hoa tới người nữ, và sau này thì cái đức tin của cô ấy thay đổi, cô mới nghĩ rằng ồ, chỉ có mỗi vị tỳ khưu này là tốt, vị tỳ khưu tốt thân thiện, còn những vị tỳ khưu khác là những vị tỳ khưu không có tốt, không thân thiện, bởi vì không tặng hoa cho tôi, không cho hoa tới tôi. Và từ cái đức tin, niềm tin chân chính dẫn tới là làm hư hỏng, họ không còn cái đức tin chân chính đối với chư tăng nữa. So at the time, bhikkhu can use eight kind of kula dusana vattu. No, eight kind of kula dusana vattu. This that have to use to destroy the devotee face. At the time, there are eight kind of kula dusana vattu. No, these are pophan velo phalan chona tadakatincha matigan segana tadadato kula dusana dugatan. No. It can go kula dusana vattu. No? Number one, pupa. So bhikkhu give the flower to the dagger. Sometimes bhikkhu give the bamboo. Sometimes give the fruit. Sometimes jona, powder. No? Powder, sometimes salt powder also, jona. Sometimes have to use on the face, some powder. No? This also jona. No? Dada kata, no? Toothbrush or toothcleaner. Matika, clay or swine. No? So second time in the four were supporting to four kind of family. The daughter of the bhikkhu who gives. At the time, this bhikkhu apply the kula dusana dukkata abati. Và có 8 cái vật mà giúp là cái nguồn gốc mà vị tỳ khưu mà cho 8 cái vật này, một trong 8 cái vật này tới người cư sĩ thì sẽ là cái nguồn gốc để phạm vào Kula Dusana, có nghĩa là làm hư hỏng đức tin chân chính của người Phật tử. Thứ nhất đó là Bupang, đó là cho hoa.
Thứ hai là velung, đó là tre. Thứ ba đó là pha lăng, đó là trái cây, trái cây hoặc là hoa quả. Thứ tư đó là chunang, có nghĩa là bột hay là bột giặt. Bột ở đây có nghĩa là có nhiều khi là người ta dùng cái bột để xoa lên mặt, để xoa lên mặt để làm đẹp hay là để rửa mặt. Và cũng gọi là bột để giặt nữa. Thì cái thứ tư và thứ năm đó là dantakatha, kathancha, có nghĩa rằng cái bàn chải đánh răng này, cho cái đồ đánh răng, cho đồ xỉa răng để làm sạch răng. Đó là cái thứ năm. Cái thứ sáu đó là matikang, đó là cho đất sét, và cho tới hay là tới gì, tới những hàng những cái người bốn hạng gia đình, bốn hạng dòng tộc rồi, hay là giai cấp khác nhau. Và dadato đó là vị tỳ khưu mà người mà cho tới thì sẽ phạm vào kula dusana dukkata bati, có nghĩa là phạm vào tội tác ác, tội làm hư hỏng đức tin chân chính của người cư sĩ Phật tử. Thole jen guru banda isre nita samika dita sadukada dini theya sagenya sadaka. So at the time, Bhikkhu giving the flower, etc., to the dayaka, to the lady. At the time, he used a sangika guru banda, no? At the time, Thole jen abati. No? At the time, giving time, at the time, he is a box, no? He is a power. So using this power, he gave the guru banda, sangika guru banda, at the time, Thole jen abati. But not Guru Banda. No? This is Lohu Banda, Sangika Lohu Banda, and other the requisite. At the time, by stealing mine, at the time, sometimes the value of the property, sometimes the very expensive, at the time, maybe Parajika, no? Sometimes Tulijaya, sometimes Dukata, etc. Like that. No? So this is by stealing mind. Stealing mind is a more dangerous, no? Can reach to the parajika abati. No? Dukkata abati, tulijja abati, or parajika abati. By the power, by the authority at the time, sagika grubada is a tulijja. No? Okay. Yes. Và cái nguyên nhân để phạm tới tội tulijja đó là phạm trong tội. Trong tội khi mà vị tỳ khưu đó là cho cái vật đó là guru bandang, nghĩa là vật trọng này là cho tới nó, vật trọng này thuộc về vật tài sản của sangika, của tu viện, giường hay ghế, những cái vật như thế đó gọi là vật trọng, mà vị đó cho tới cư sĩ thì sẽ phạm vào trong tội thulachaya. Và vì trong trường hợp này đó là vị này có quyền lực, vị này dựa trên cái quyền lực, vị đó là chủ trì, vị cho tới thì cũng phạm vào thulachaya, như là phạm vào trong tội. Và nếu mà cho những cái vật nhẹ không phải là vật trọng thì cho những vật đó tới cư sĩ thì sẽ phạm vào dukkata abati, phạm vào tội tác ác. Nhưng cái trường hợp nguy hiểm ở đây đó là nếu mà vị tỳ khưu này mà cho với cái tâm trộm cắp, cho như kiểu trộm cắp đó, cho với cái tâm trộm cắp như vậy thì có thể phạm vào trong những tội như sau: có thể phạm vào tác ác, phạm vào trọng tội, hay là phạm vào tội bất công trụ. Nó tùy thuộc vào cái giá trị của cái vật mà vị đó cho đi, như là vật của tăng nó, thì vị đó nó phụ thuộc vào, tùy vào cái giá trị mà có thể phạm vào những cái tội tác ác này, trộm tội này, hay là phạm tới tội bất công trụ nữa. Kula singa robito robabito cha sabeta palapuga roka jagito cha nawotati. So for the kula singa, kula singahanata, no, for the well supporting to the four kind of the family. So for this purpose, so bhikkhu shall not plant, shall not strike, no, and shall not cause to plant or sow, no, fruit, no, etc., no, flower like that. No. Sometimes already the planting in the monastery, no, for the in the monastery, the Buddha as funds or the monastery like that. Some the fruit tree or flower tree already planted. No? At the time also jagi toja, no, for kula sanghanata, not to support the four kind of family, just watch over also not allowed, no, not proper. No? Yes. Trong trường hợp ở đây đó là vị tỳ khưu không được phép làm giúp cho bốn hạng gia đình dòng dõi hay là giai cấp, bốn cái hạng gia đình đó. Ví dụ như là vị tỳ khưu trồng hay là trồng cấy, gieo hạt, trồng cấy cho gia đình hay cho gia đình cư sĩ, hay là vị tỳ khưu hái quả cho cư sĩ, giúp cho cư sĩ làm việc nhà, trồng cấy giúp cho cư sĩ, hay là
kết hoa, kết tràng hoa cho cư sĩ, thì hay là sai bảo người khác trồng hay là cấy, hái trái, kết hoa cho gia đình người cư sĩ, thì tất cả những cái này thì đều không được phép, vị tỳ kheo không được phép làm. Và ngay kể cả là trồng thôi, trồng rắn thôi, hay là trong trường hợp mà cây trái những cái này đã có sẵn ở trong tu viện rồi, có nghĩa là nó đã được mọc trong tu viện rồi, thì khi đó là vị đó xem cây đó đã trồng là làm bằng, nghĩa là để chỉ cần khi đó vị tỳ kheo này bảo trông rắn giúp cũng không được phép. So although this people use a kapiya wala, no, unable to use this, but his intention is the kula sengahanata, no. So for this purpose, better than not allow, no. Yeah. Mặc dù là cái cách mà vị đó nói, đó là nói hợp luật, nghĩa là kapiya wala, cách nói thì nói hợp luật đó, nhưng mà tác ý thì là tác ý sai, tác ý đó là tác ý kula dasana, nghĩa là làm hư hỏng đức tin của Phật tử, nghĩa là cho thì cái vật dụng đó là của tu viện này, giống như là hàng rào, cây trái nó có sẵn rồi của tu viện như vậy. Thì vị đó nói mặc dù vị đó nói thì cách nói là hợp theo luật, nhưng mà tác ý của vị đó là tác ý cho tới người cư sĩ, những cái trái cây, những cái hoa đó của tu viện, thì trong trường hợp này á, là cũng sẽ phạm vào kula dusana. So this means that sometimes bhikkhu want to give the some the flower garland to the one lady. At the time, bhikkhu say, "Oh, kapiya, please know that to buy the flower like that." And that they're not allowed like this. No? Yeah. Ví dụ như là vị tỳ kheo đó, vị nó muốn cho cái hoa ở trong tu viện, nó cho hoa hay là cho bông hoa, tràng hoa tới, cho hoa tới một cô gái nào đó, một cô Phật tử nào đó. Thì vị đó nói ý thôi, nói ý rằng ồ này là cô tín nữ, là cô hãy có thể kết hoa như vậy, hay là cô có thể biết kết tràng hoa, hay là cô hãy kết những tràng hoa. Thì trong trường hợp vị đó nói như vậy thì cũng là không được phép. Dimito vasato kapauhara piyayato atano privoga tarobana jini labe. So here is atano privoga tar. For one's benefit, no? One benefit is okay, no? Not to get the other people, not to get the lady to Dayaka, to use the whole use at the time alone, by the nimitta, by way of obasa, by way of kapawara, by way of priyaya. No? So this way is allowed because this all benefit of using. So nimitta meaning is making sign which can show the desire or want to cause the plant. So nearby the pleasing the want to cause the to plant like that. No? At the time this some nila or kapiya making the plant is okay. Obasa meaning is showing the shape or the rusta or the desire holding the mato or chopping a flower, plant, etc. So nimitta time not holding nearby only, but obasa is more clear because this bhikkhu holding the flower plant etc. chopping flower plant etc. And then definitely Dayaka and Kapiya and Samirandu or this bhikkhu want to plant there this flower or this plant. Kappa vohara meaning is along with what you say. Oh Kapiya, please know this tree. Please copy this hole and to plant like that. Please know what are in this plant, etc. This is called kapawala. This is allowable usage. Another is a priyayato. Priyayato means a hinting or indirect saying. How to say? The clever short plant tree bearing fruit and having flower. Those trees can be beneficial soon, etc. like that. Such kind of saying called indirect saying. This is called priyayato. Now, such kind of the manner is allowed for because one we need to use it. So we need to allow this proper. Đến câu kệ thứ 300 này, câu kệ này sẽ nói đó là trong trường hợp mà Atano đó là cho bản thân, của bản thân vị đó, và Paribo Gatang có nghĩa là cho cái sự sử dụng hay là lợi ích cho chính bản thân vị tỳ kheo đó, thì khi đó thì vị này có thể làm cho có thể tạo cái nhân để cho vị đó cho cư sĩ họ trồng này, tưới nước này, hay làm cho chỉ bảo người khác tưới nước này. Thì trong trường hợp bảo trồng tưới nước hay là bảo trồng
cách có những cách nói làm cho hợp luật thì trong trường hợp đó được phép ví dụ như đó là trường hợp đầu tiên đó là nimitto thì khi nimitta là vì đó có thể làm dấu nghĩa là như thế nào làm dấu để thể hiện cái mong muốn vì đó muốn trồng cái cây thì vì đó không được phép bảo là trồng nhưng vì đó có thể đặt cái cuốc cái sảng cái dao dìu hay là xô nước bình nước ở tại chỗ đó thì người cư sĩ người ta sẽ hiểu được người ta hiểu ý của vị tỳ kheo là vị đó muốn muốn trồng trồng cái cây đó tại vị trí đó. Đó là cách đầu tiên, đó là đánh dấu. Cách thứ hai là obasa. Obasa có nghĩa là vị này tạo nên nhờ cái sự thể hiện như là thể hiện bằng cái hình người ta nhìn và người ta thấy người cái dáng vẻ muốn như cầm muốn trồng giống như là vị tỳ kheo sẽ cầm cái cây cuốc ở đó, cầm cái sẻng hay là cầm cái cây hoa ở đó, cầm đó thôi thì người cư sĩ người ta biết rằng vị tỳ kheo này muốn trồng cái cây tại vì tỳ kheo không nói thẳng được. Và thứ ba đó là kapavara, cách nói hợp luật, cách nói được phép. Ví dụ cách nói được phép ở đây là vị tỳ kheo có thể nói rằng là xin hãy biết cái cây này, xin hãy ghi nhận cái cây này thì người cư sĩ người ta thông minh, người ta khôn khéo, người ta sẽ biết rằng vị tỳ kheo là muốn trồng cái cây này. Hay là xin hãy cắp bí là làm ơn, hay là cắp bí, hãy cắp bí cái hố để trồng cây, để trồng cái hố để trồng thì cắp bí, từ cắp bí này là từ được phép để dùng. Hay là vị tỳ kheo có thể nói rằng xin hãy biết nước cho cây này thì người cắp bí á người ta biết cách để đi tưới nước, người ta hiểu thì người ta sẽ làm. Và thứ tư đó là pariyayato, có nghĩa là gợi ý hay là nói gián tiếp thì vị tỳ kheo được phép trong trường hợp mà bảo người ta trồng cây đó thì có thể nói gợi ý hay nói gián tiếp thôi. Thì nói gián tiếp ví dụ giả sử như là vị tỳ kheo sẽ nói rằng người thông minh phải biết trồng cây ra trái và đơm bông đơm hoa, những cây đó có thể sớm cho những cái lợi ích cho cái quả sớm thì vân vân, những cái câu nói tương tự như thế mà người cư sĩ người Phật tử đó người ta hiểu ý của vị tỳ kheo thì người ta sẽ làm. Trong trường hợp mà nói người ta làm là mà làm cho sự lợi ích cho bản thân hay là làm cho chính cái vị tỳ kheo đó thì trường hợp này là trường hợp được phép, có thể được và thích hợp. Uttava viji ga jinga pesane Uttava viji ga jine pesane cha vinichayo ki kama sutapitwa pitaro bandhu Uttava viji ga jinga pesane Okay, something that missing Pali. Okay, here there are eight kind of the Kula Dusna Vatu, right? So they have already say there's six kind. One, flower, bamboo, fruit, powder, douche brush, clay. This is Oli. No? So another two are here, he will say like that. No? Buddha Vajji Gajinga Pesane Ghi Kamasu Tabedwa Bidra Bandha Vaya Vajja Karan Sakan. Okay, no missing. So Vinichyo. So Vinichyo is a, here is a Istva Pali. Yeah. So here is a, where to say number 7 and 8 now. Okay. Yes, I know. Và trong cái trường hợp như vậy thì vị tỳ kheo ở đây cũng như là cũng đã nói, vị tỳ kheo mà nói về đây là trong cái trường hợp mà những cái nhân mà làm cho tạo thành Kula Dusana, đó là làm cho hư hỏng đức tin của người Phật tử, như đã nói như trên, đó là tám cái nhân, đó là cho những cái tám thứ đó là cho Barito, trong điều trợ được phép ở đây đó là cho tới cha mẹ này, cho tới bậc xuất gia này, sắp xuất gia này, người làm công quả hộ pháp này, và người làm công việc cho bản thân. Thì những trường hợp đó, còn những trường hợp mà cũng đã nói là chữa bệnh rồi là đưa tin, nghĩa là 8 tạo 6 trong tất cả 8 trường hợp đó thì có thứ 7 ở đây là đó là thêm nữa là thứ 7 đó là chữa bệnh, vì tỳ kheo mà chữa bệnh cho người cư sĩ cũng làm hư hỏng đức tin của người cư sĩ. Và thứ 8 đó là nhận lời đưa tin đem tin tức cho cư sĩ thì đó cũng là một cái làm hư hỏng đức tin của người cư sĩ, thì tổng cộng là có 8. So among the 7, 8, among the 7 is number 7, only Buddha wa vijika, medical treatment already said, in chapter 36. Và cái thứ 7 đó là chữa bệnh cho cư sĩ, chữa bệnh cho người Phật tử, thì trong trường hợp đó là nói trong cái chương 36, là thứ 7 và thứ 8, thì thứ 7 là nói trong, chúng ta có nói, đề cập tới trong chương 36.
So here I have to say only the number 8 only, Jinga Pisani. So in the Jinga Pisani, Jinga Pisani means at the setting of order for going message of food. So Winichayo is a Ujjati set down. No? Yes. Và bây giờ thì trong trường hợp này chúng ta chỉ cần giải thích cái câu thứ 8, cái trường hợp thứ 8 mà làm hư hỏng đức tin của cư sĩ, đó là vị tỳ khưu nhận lời đi bộ đưa tin, đi bộ đi bằng chân đó. Trong câu này nghĩa đen của nó là vậy, đi bộ đi chân đi bằng chân đó, và đưa tin cho, đem tin tức cho cư sĩ. Gihikamasu, no? Gihikama means in the householder work, like the householder business, no? In the householder business, sometimes they take a request to the bhikkhu. And then this deka is not father mother, not the samnila candidate, not dhamma waka. No? So this pitara father mother, bando samnila candidate, number 3 we are with jagara dhamma waka. These 3 are essential. No? So at that time other people, no? They request bhikkhu to bring the message to for other people. No? So at the time, Dukkatam Padavari na Harani Dutta Sasana Sasana Ege Dwabi Patama Wadato Puna. At the time, Dukkata Abati Padavari na at every footstep. No? Harani Dutta Sasana in the carrying the message. No? So bhikkhu accept this message and carry this message, no, to say to other people. No? At the time, every full state at the time, Dukkata Abati. No? Yes. Trường hợp này đó là cái trường hợp mà chúng ta đang nói ở đây. Gihikamasu đó là tất cả những công việc liên quan đến thế sự, liên quan đến người, những việc làm của người tại gia. Và trong khi đó người cư sĩ, người ta mới nói, mới bảo người vị tỳ khưu là đem giúp cho họ cái thông tin này đến thông tin kia, đem đi chỗ này, đem đi chỗ kia, gửi thông tin, gửi tin nhắn, đem giúp cho họ ấy. Và cái người này thì không phải là gì, không phải là cha của mình, không phải là mẹ của mình, và cũng không phải là giới tử, cái vị người cư sĩ này cũng không phải là giới tử cái người mà chuẩn bị xuất gia sa di, và người này cũng không phải là người làm công quả hộ pháp hay là công việc để, hay là người giúp việc, cái người mà đang hộ độ giúp đỡ cho vị tỳ khưu, không phải là những người này. Thì khi đó sẽ phạm vào gì? Phạm vào Dukkata. Đó là phạm vào tác ác, khi mà phạm vào tội tác ác Dukkata Abati. Dukkata Abati này sẽ phát sinh mỗi một bước chân khi vị đã nhận lời đem tin nhắn đi, đem tin, đưa tin. Thì mỗi một bước chân vị đã bước đi sẽ phạm vào một cái tội Dukkata. Theo từng bước chân, tính theo từng bước chân. Khi mà đem tin nhắn này, thư ngoại giao, sứ giả, đó là cái từ mà Dutta Sasanam. Thì trong trường hợp đó khi mà đem đi như vậy thì sẽ mỗi bước chân phạm một cái tội Dukkata. Sasana ege dwabi patama wadato puna. Sometimes bhikkhu, no, he not accept the message. Even though without having taken the message at first, no? Firstly he not taken this message. But he tear when he reached nearby this person. At the time also Dukkata Abati. Và trong trường hợp ngay cái lúc ban đầu thì người cư sĩ, người ta nói vị tỳ khưu đem tin nhắn này tới người kia, tới một người khác, gửi tin tức tới người khác. Thì cái lúc đó vị tỳ khưu lại không có nói, không có đồng ý, không có nói là đồng ý hay không đồng ý, không nhận lời. Nhưng mà khi tới nơi, vị tỳ khưu lại đi nói, chuyển cái tin tức đó tới cái người mà vị kia định gửi tin nhắn tới, gửi tin tức tới. Thì khi đó cũng phạm vào tội Dukkata Abati, phạm vào tội ta. But this bhikkhu has a very compassion. Compassionly sometimes say in direct way. So at the time also the commentary allow. No, not directly telling. Và trong cái trường hợp mà vị tỳ khưu này, vị có rất là có cái lòng bí mẫn, có thông tin gì đó hay cái gì đó, vị đã nói nhưng mà nó không nói trực tiếp, nói một cách gián tiếp. Thì trong trường hợp đó, trong chú giải có nói là trong trường hợp mà nói gián tiếp thì được phép.
Upana Pijaya Ego Pichana Vyakabhiya Abuddha Rojana Rupa Saoha Ugadisa. Upana Pijaya means arising because it by this way. Sometimes Bhikkhu bring the message. Bhikkhu made like the messenger. And then they offer some degrees. Not only for him, all five sadhamika also not allowed. The same way there, for saying the Uttaramuru Sadhama and business trading of the guru and seva and accepting guru and seva, like that. All are the same like that. Yes. Trong trường hợp mà vị tỳ khưu, vị này biết đem, nghĩa là đem những thông tin như vậy, đem làm giúp việc cho cư sĩ như vậy, những điện thì vị đó đổi lại thì người cư sĩ người ta sẽ cho lại cho vị tỳ khưu những cái vật dụng. Thì tất cả những cái vật dụng nào mà đã phát sinh hay tạo nên các vật dụng theo cái cách này, có được theo cách này, thì nó đều là xếp vào những cái vật dụng, những cái đồ không chân chánh. Và cái đồ này thì tất cả năm bậc đồng phá mạnh, đó là Satamika, tỳ khưu ni, saji, sajini và kuni tập sự, sikamana thì đều không được phép sử dụng. Thì nó tương tự như là vị tỳ khưu mà buôn bán này, vàng bạc này, thọ nhận vàng bạc này, trao đổi mua bán vàng bạc hay thọ nhận vàng bạc cũng tương tự như vậy. Patana Watu Pujatan Dadu Popa Nila Bedi Madana Tinja Liga di Pujatin Cha Nala Bedi Hara Bedwa means having made carry. Hara Haritwa means having carriage. So Pituna to the parents, Sisanyatina to the remaining relatives. Patana is a rich. So reach to the monastery, so parents or relatives, and that they can give their flower, etc., for doing puja to the Buddha, etc. Yes. Harabetwa đó là đã làm cho mang hoặc là đem đi, và haritwa bi có nghĩa là đã được đem, bitunang có nghĩa là tới cha mẹ, bitunang đây là tới cha mẹ và các thân quyến còn lại. Và đã tới, khi mà tới tu viện nó có nghĩa rằng cha mẹ mình tới tu viện hay là thân quyến của mình tới tu viện, thì khi đó vị tỳ khưu được phép cho hoa hay là cho những vật dụng để sao? Để thân quyến cúng dường tới Đức Phật, cúng dường tới Tam Bảo. Thì trong trường hợp này là trường hợp được phép. Now for adornment or decoration, and for doing puja to the Siwas organ. So Siwas organ is a very famous in now we are Kathmandu, or the many the places in the Nepal. The Siwas organ puja is very, very popular. So such kind of the doing puja, so should not give the flower, etc., to the dayaka, no? Or to the parents. Mà trong trường hợp mà ngay cả cha mẹ hay là thân quyến đi nữa, nhưng mà những cái đồ là tỳ khưu không được phép cho những đồ trang sức, đồ trang trí và những cái đồ để người ta đem, người ta cúng dường tới Shiva, đó là cái bộ phận sinh dục đó. Thì ở đây Kathmandu là ở bên Nepal, như ngài Sơ Đo đang ở đó, thì thấy rất là nhiều nơi họ cúng dường, nghĩa là họ bố thí hoặc cúng dường đảnh lễ tới Shiva, nghĩa là cái bộ phận sinh dục đó. Thì trong trường hợp này, vị tỳ khưu không được phép cho, thân quyến hay là cha mẹ cũng không được phép cho. Tathā palaṅgīla nāna sāpārti sriyā sācā prebhajā vihīna nāda dūsāpārā sāndhagān. In that way. Tathā means in that way. Palaṅ is fruit. So, flower already finished. Now he has a fruit. Kilana is a sis. Sampati is yaza to the king who arrived. Prebaya vihinana to the guest traveler who has left provision for his journey. At the time to give sub plus again, one's own property or other property after finally taken. So can get this person.
Yes. Vừa rồi thì chúng ta nói về về cho hoa, nhưng bây giờ chúng ta nói đến tata đó là theo cách này. Cũng tương tự như vậy đó, và pha lăng đó là cho trái. Trái thì trong trường hợp này đó là trường hợp đầu tiên đó là khi na năng tới người bệnh. Và thứ hai đó là tới khi mà vị vua tới. Thứ ba nữa là người khách họ bị họ tới và họ bị mất này, bỏ quên này, hay là họ bị mất thất thoát cái đồ đạc trong cái cuộc hành trình. Thì cái đồ đạc ở đây, vật dụng ở đây đó là vật dụng của chính mình hay là vật dụng của người khác sau khi mà đã nói cái lời thân thiết, lời thân thiện mà mình đã nói với cái người đó rồi. Thì vật dụng này đó là có thể được phép cho tới. Sorry, say đó. Just now we cannot hear say đó. Can say now say again. So even no. Those giving fruit to those person. So no abadi is meaning. Có nghĩa rằng cho trái cây, cho trái tới những người như chúng ta vừa nói trên thì không phạm vào abadi, không có phạm vào lỗi. Pajanti palapubhami deyam patasakasaji samadena palokito adadavan itale nadu. Pajadevine is distributed. Palapubhami, when fruit and flower are distributed at the time. Deyam patasakasaji should be given, but that's to the right people, kasaji, any people, no? Or samadena palogetva, sometimes by authorized bhikkhu, samadena means already authorized bhikkhu can get to the fruit, flower, etc. to the right people, no? Apalogetva, sometimes not yet authorized bhikkhu, at the time after having obtained permission from the Sangha, Tathapan should give to the people who arrive. Itilena means by other people who is not yet authorized. At the time have to obtain permission from the Sangha first. This is called Apalokanagama. After doing Apalokanagama, can give the fruit and flower to the any people who arrive at the time. Yes. Pachante đó là sự phân phát, và phân phát khi phân phát trái hay là hoa khi cho đến, nên cho đến đến người hay là mọi sa di cư sĩ, bởi vị tỳ khưu mà có đủ thẩm quyền. Vị tỳ khưu đó, trong trường hợp vị tỳ khưu có thẩm quyền này thì vị tỳ khưu được phép cho. Trong trường hợp đó nghĩa rằng, hoặc là khi mà vị tỳ khưu này chưa được phép thì phải làm Avalokakama, có nghĩa là làm cái tăng sự để làm để hay để xin phép từ chư tăng. Khi mà chư tăng cho phép rồi thì vị tỳ khưu đó được phép cho, có quyền để cho tới sa di hay là cư sĩ. Còn trong trường hợp mà vị tỳ khưu mà chưa được chư tăng cho phép thì không có quyền để cho những cái đồ đó, cho trái, cho hoa tới sa di, tới cư sĩ, là tới những người như vậy. Còn chỉ khi nào được phép từ chư tăng hoặc là vị tỳ khưu có đủ thẩm quyền. Vihari va prichija tatva na gati gandato deya yata prichija gila na sitra sava yaja manasa gati gan vatva rukha va dasiya. So in the monastery also, no, having bark. Or this tree is for the people, lay people like that. Have to do the agreement. After that, some people come in monastery at that time can get from that tree. According to the limitation. To the 6% other. Or any beggar like that. Who asks fruit or flower like that. Or sometimes have to show that the tree already making agreement. Và trong tu viện cũng vậy, có nghĩa là viare hóa trong các tu viện, trong những tu viện, trong tu viện cũng vậy, nghĩa là parichicha có nghĩa là đã đánh dấu, giới hạn này đã chia ra, có nghĩa rằng vị tỳ khưu chư tăng nó đồng thuận hay chư tăng nó cho phép là cái cây này những trái này, những hoa này là để dành cho gì, nó cái đó có thể cho tới người cư sĩ, cho tới người ăn xin, cho tới người nào họ tới tu viện. Thì khi đó vị tỳ khưu hay là cho tới người bệnh hay cho tới người khác,
Thì khi mà được sự đồng thuận, được chư tăng cho phép như vậy, thì khi đó vị tỳ khưu được phép tới và chỉ ra cái cây đó, chỉ cho người ta tới cái cây đó thôi. Thì trong trường hợp đó là được phép. Sirisa kasavadina chune sisi chande chayo yata utana yohi vapana pitha vavisiti. That is the last stanza. Sirisa also the powder. Kasava also powder. No? Sirisa is sometimes can make the for the face also. Kasava adina. This is for the dyeing. The jivara dyeing, sometimes they use such kind of the oily color dye. So then at the powder, those are two kinds of powder here show, sirisa and kasava, adivinate, etc. No? Any powder, no? Siseja, no? Sisevine is velu dandakata matika for sise. So all the decision is jama into the sea. So pana, the leaf, which can be used as a root also, bought under the eight kind of kula dusana vatu. No? So this chapter, this is a kula dusana vatu chapter. Yes. Và sirisa đó là một cái loại cây, đó là cây thi lợi xa thụ, nghĩa là cây này từ sư tra từ điển thôi. Achicha, sirisa, cây này mọi người có thể tra cái từ đó, cái cây này sư không biết nhưng sư tra từ điển thôi. Đó là cái cây mà dùng để cho da này và những cây thuốc nhuộm màu cam hay là thuốc nhuộm cho nhuộm vải đó là kasa và dinang thì những hay là những cái chune là ở bột nhưng để làm thành bột này và những cái còn lại như là tre đổ tam xỉa răng đất sét vân vân thì sẽ quyết định nichato là quyết định hay đánh giá sắp xếp là như thế nào yathavuta niyo ewa có nghĩa là chỉ nói như trước có nghĩa là cũng xếp vào những cái vật dụng giống như là cái vật dụng là nguyên nhân để dẫn tới kula dusana làm hư hỏng đức tin của Phật tử khi mình cho tới và pananang bị là lá để lợp nhà cũng vậy thì nó xếp vào giống như là những cái lá để lợp nhà thì trong trường hợp này đều tính vào những cái loại ở đây giống như là bông vân vân là tám loại dẫn đến phạm vào kula dusana là phạm vào cho tới người cư sĩ và làm hư hỏng đức tin chân chính của người cư sĩ là vì như vậy là chúng ta đã học xong cái chương 38 này. Yes, I know. Sadhu. So this week we will do the Vasubandha Yukandirisa, no? Spending Vasa, because Vasa also near. Yes, so this we will continue spending Vasa chapter. No? Yes. Tuần sau thì Ngài Sedo sẽ dạy cho chúng ta về chương Vasubandha Yika Nideso, đó là chương về nhập hạ và chúng ta đã sắp tới nhập mùa nhập hạ mùa an cư kiết hạ rồi và cái này cũng rất là quan trọng thì Ngài sẽ dạy cho chúng ta về chương về nhập hạ tiến hành nhập hạ mùa mưa an cư kiết hạ. This week or this after Patimokkha day we have to do the imas maybe we are imate masa wasa upebi have to chant like that, huh? Yes. So this we will discuss this. Yes. Và tuần sau thì chúng ta sẽ học về Imasmin Vihara Imantema Sang Vasang Upemi. Thì cái tuần sau, nghĩa là câu này là chúng câu mà chúng ta tỳ khưu phải nguyện để ngập nhập hạ 3 tháng an cư kiết hạ tại một tu viện. Imasmin Vihara Imantema Sang Vasang Upemi. Thì tuần sau thì Ngài sẽ dạy cho tất cả chúng ta. Yes, say đó. Okay, now you have a question you can ask now. Yes. Và bây giờ chúng ta có bất kỳ câu hỏi nào thì xin hãy gửi câu hỏi về ban tổ chức qua Google Docs. Hay chat box sau đó thì ban tổ chức sẽ gửi tới Ngài Sedo. So Venerable Sangha, Sale and Yogi, if you have any question, please send the question to our Google Docs and chat box so we will send question to Sedo. English question, Sedo. Pante, is there any color for umbrella that are not suitable for monks to use? Umbrella color, Sedo. Umbrella color. Yes. Or umbrella. Umbrella color. I don't know this umbrella color is. So if the umbrella is a way to discuss that this maybe already finished, I think umbrella. Pre color yes. Already finished, no? Yes. Pre color time, no, the machine there.
five kind of color not allowed like that. Only one color only allowed. One color. This color is a which kind of color not mentioned. Yes. Cool. Then I ask Sam Seattle later. Yes. I don't know exactly which color is better. Yes. Cô ở đây là thưa ngài sơ đo thuật cái màu nào là màu thích hợp để cho cây dù hay cái ô đó, ngoài miền Bắc gọi là ô, bên trong miền Nam gọi là cây dù, mà tiếng Anh gọi là umbrella, thì cái nào là thích hợp đối với tỷ khưu, thì cái màu của cây dù đó, thì trong vừa chúng ta vừa mới học xong thì có 5 màu không thích hợp và 1 màu thích hợp, thì trong 1 màu thích hợp này thì không có nói rõ đó là màu nào, nên là ngài sơ đo không biết chính xác, và ngài sẽ để hỏi lại, tham khảo lại tới các ngài trưởng lão khác và sẽ cho chúng ta câu trả lời về sau. Because we also use many colors, sometimes white color, sometimes black color, sometimes yellow color also. Bởi vì thực tế ở đây chúng ta cũng đang dùng rất là nhiều cây dù hay cái ô, có những cái màu sắc khác nhau, nhiều khi màu trắng, nhiều khi màu vàng, nhiều khi màu đen, nhiều khi màu nâu. Hiện tại chúng ta đang dùng. Yes, I know. Okay. Yeah. Vanami said, so just now, Sedo say can authorize be cool. So what can Sedo explain? What does that mean? Authorized bhikkhu here, or what authorized bhikkhu? Yes. Authorized bhikkhu meaning is a sangha already making by kamavacha to one bhikkhu, no? Or you should do this, your duty, this duty like that. Yes. So other than this bhikkhu is called authorized bhikkhu. Yes. Now sometimes, not only this decision, sometimes the sharing kuti, no? Sinasana Pinyapaka. So one monastery, they made the one authorized bhikkhu. This bhikkhu already authorized by the Sangha. And then any guest bhikkhu come into the monastery. And then this bhikkhu has duty to show the kuti. No? Yeah. So this is called authorized by the Sangha. Yes. Vị tỷ khưu có thẩm quyền ở đây, chúng có câu hỏi ở đây cũng là bạch ngài, thưa ngài thế nào gọi là vị tỷ khưu có thẩm quyền và được phép cho đồ dùng, cho như là cho cái đồ tới cư sĩ, thì trong cái bài này thì ngài có nói vì trụ trì có quyền lực thì không được phép cho đồ của tăng tới cho đồ cũng phạm tội, thì tại sao, nghĩa là cái người có thẩm quyền ở đây, thì vị tỷ khưu có thẩm quyền ở đây nghĩa là sau khi mà tất cả chư tăng đã tụng kamavacha, tụng tăng sự đó và giao cho vị đó nhiệm vụ, thì không chỉ là cho cái vật thực đó hay chỉ chỗ vật thực đó tới cho người cư sĩ, mà vị tỷ khưu này có thể là được chư tăng cho cái thẩm quyền đó là bằng cái tụng kamavacha, tụng bằng cách làm những tăng sự đã xong, được sự đồng thuận của chư tăng, thì vị tỳ khưu này là người đứng ra để sắp xếp, ví dụ như là cốc liêu, thì vị tỳ khưu được phép là chỉ là có nhiệm vụ, nghĩa vụ hay thẩm quyền để chỉ phân chia cốc liêu tới người khác, thì đó cũng là cái gọi là authorized bhikkhu, hay là vị tỳ khưu có thẩm quyền là như vậy. Thẩm quyền nghĩa là được chư tăng cho phép, phải được sự đồng ý. Yes, sir. So in this case also another question, tại sao vị tỳ khưu không được phép cho vật thực mới cho người ăn xin? Why the bhikkhu cannot give his bindabata food, the new food not yet touched, to the beggar or to the homeless or to the others? Only he can give to the king and to the thief, but why he cannot give to like to the beggar? So the new food can give, meaning is suitable for giving father, mother, etc. to the king, to the robber. Because father, mother is a very great person for the bhikkhu. The king and robber are very dangerous like that. Yeah. But beggar is not like that. So if gave to the beggar at that time, the donor may be upset. No? Why this bhikkhu gave me the beggar? I want to offer this bhikkhu. This bhikkhu without eating that he gave to the beggar at the time, donor's sadha they destroyed. Right? No? So because this Buddha not allowed to give the beggar sadha. Yes.
Trong trường hợp mà tỳ khưu được phép là cho tới cha, cho tới mẹ, cho tới cho đồ ăn vật thực mới đó à, câu hỏi này để sư đọc lại câu hỏi. Đó là tại sao thưa ngài, tại sao vị tỳ khưu không được phép cho vật thực mới tới người ăn xin? Thì vị tỳ khưu được phép cho vật thực mới tới người tới cha mẹ. Cha mẹ là một người rất là vĩ đại, có công ơn đối với vị tỳ khưu. Cho tới vị vua chúng ta biết rồi, ngài đã giải thích rồi. Và cho tới kẻ trộm chúng ta, ngài cũng đã giải thích tại sao phải cho tới kẻ trộm rồi. Và đối với cho với người ăn xin, tại sao không nên cho tới người ăn xin? Bởi vì cho khất thực vật thực mới tới người ăn xin ấy, thì trong trường hợp này á, là nếu mà thí chủ người ta cúng dường tới vị tỳ khưu, người ta nhìn thấy thế, người ta sẽ nghĩ sao? Người ta sẽ là người ta sẽ bất mãn, người ta nói rằng tại sao vật thực của tôi, đồ của tôi cúng dường tới chư tăng, tại sao lại đi cho người ăn xin? Thì để bảo vệ đức tin cho người cư sĩ. Vanami Pante, it is said that bhikkhus are not allowed to touch the fruit trees if in contact with the fruits are not suitable for bhikkhus to consume. So is that correct? Consuming is for bhikkhu consumption, bhikkhu using. Yes. For bhikkhu using. So already allowed the four way. Bhikkhu must be clever. already explained that in the chapter 38. Nimitta, Obasa, Kapavahara, and Priyaya. No? Four way already explained. Yes, sir. Yeah. Câu hỏi đây có nghĩa là thưa ngài tại sao, nghĩa là như chúng ta có nói đó là nếu một vị tỳ khưu là vị tỳ khưu không được phép vào chạm vào cái trái cây, cây ăn trái, nếu mà chạm vô cái cây ăn trái đó thì những cái quả còn lại là vị, thì những cái quả cây đó mà ra trái thì cái trái cây đó không thích hợp cho các vị tỳ khưu thọ dụng, thì như vậy có đúng hay không? Thì trong trường hợp này ngài Sơn vừa mới nói ở chương đó có nghĩa rằng vị tỳ khưu có bốn cách để nói để làm sao cho hợp luật và để về cách trồng hay là trồng cây vân vân, phải nói như cái thế nào, có những bốn cách thích hợp đó mà vị tỳ khưu phải thiện xảo, phải khôn, phải khéo léo, nếu không là sẽ có vấn đề. Yeah. Câu hỏi tiếp theo, bạch ngài, vì sao có thể cho hoa trái đến cư sĩ đối với những cây trái đã được chư tăng cho phép, việc này không làm hư hỏng đức tin của Phật tử hay sao? Vanami said, so in the case just now we say, so if the authorized bhikkhu can give flower, give fruit or to the lay devotee or to the lay people, so in this case not spoil the devotee faith in this case. Yeah, because this they reach to the monastery, not outside the monastery. Huh? So they reach to the monastery and they also hungry like that. Yeah. So that bhikkhu has duty to get. Yeah, can get no problem. Yeah. Đây là có nghĩa rằng trong trường hợp này không phải bên ngoài tu viện mà là bên trong tu viện, và những người cư sĩ này đã tới tu viện, họ đã tới tu viện và tới tu viện thì những vị tỳ khưu mà đã cho phép, được chư tăng cho thẩm quyền, thì khi đó vị tỳ khưu đó được phép phân phát tới người cư sĩ như là vật thực đó, ví dụ như họ đang đói thì cho vật thực. Say đó, but only the food, only say đó, not the flower or fruit. This yeah. Also in the monastery, but yes. Not the outside the monastery. But nowadays, some people want to give the outside people also. They go to the village, city, and they want to do the welfare like that. Yes. So yeah. These are not allowed according to Vinaya. No? Yes. Trường hợp này đó là trường hợp mà Phật tử hay là người cư sĩ người tới tu viện thì vị tỳ khưu được phép cho, cái người mà vị tỳ khưu đã được chư tăng cho thẩm quyền đó thì vị đó, nhưng người ta đói có thể cho người ta vật thực, chỉ cho người ta vật thực, và người ta cho có thể cho người ta hoa tới để người ta cúng Phật trong tu viện. Còn bây giờ cái vấn đề xảy ra ở đây đó là những vị tỳ khưu đi ra bên ngoài, đi ra vào làng mạc, đi vào phố thị để cúng, để tặng bố thí, làm từ thiện, làm những công tác từ thiện xã hội, thì đó mới là cái vấn đề, thì cái đó là không theo luật, là Đức Phật không cho phép. Yes, no. So especially the fruit, not the flower, no, because they are hungry. Yeah.
đặc biệt là đây là trong trường hợp là về trái cây ấy, tại vì trái cây là bởi người ta đói, cái đặc biệt là trái cây, chứ còn hoa là trừ khi mà để cúng dường tới Tam Bảo thôi. Còn ấy, khi mà họ đang đói thì vị tỳ khưu là được phép cho họ vật thực khi họ tới tu viện. Yes, I know. The question, another question is there. In English, may Pante explain in brief about Sāla lineage, background of Sāla lineage in the Buddha Sasana. So what is a Sāla role in the Buddha Dhamma? It means when the Sāla started, said, so either the Sāla also play a role in the Buddha Sasana. Maybe beside the five Sādhammika, so what is the position of the Sāla in the Buddha Sasana? I think that's the question, yes. Sāla is a Buddha Thai, no Sāla. Yes. They are Bhikkhuni or Samaneri or Sikkhamana only, Buddha Thai. No? Yes. But now they know Bhikkhuni, no Samaneri, no the Sikkhamana. At the time, the lady should do the sale nowadays. So, but this is not outside the, not included there in the Sādhammika. No? Yes. So, sale is a, nowadays we call it ordained person. No? Yes. Ordained person related to the sasana like that. No? Yes. Yes, I know. Và trong thời Đức Phật thì có là tỳ khưu ni, sa di ni và cô ni tập sự, nhưng bây giờ sau bây giờ thì không còn là tỳ khưu ni, không còn sa di ni và cũng không còn cô ni tập sự nữa, sikkhamana nữa, và thì sau này thì có sẽ xuất gia được cho phép xuất gia các cô xà lê làm tu nữ. Là tu nữ ở đây cũng là bao gồm trong giáo pháp, trong sasana, nghĩa là là người được tính là người xuất gia trong giáo pháp của Đức Phật, nhưng mà không phải là trong sadhamika, là năm bậc đồng phạm mạnh, nhưng mà là người xuất gia trong giáo pháp. Sorry, say it all. Just now we cannot hear say it all. We should do that. We are with you, no? Yes. Every day in the monastery. No? Okay. So Sally, who stay in the monastery? No? So this Sally should do that. We are with you, no? Yeah. Send the service, no? Or sweeping, or cleaning the monastery, etc. And then a bhikkhu can get to the Sāla as a way of which are karaka like that. Yes. Yes. Và trong trường hợp vị tỳ khưu có thể chia sẻ cái vật dụng hay là cho cái vật dụng của tỳ khưu tới các cô xà lê, thì trong trường hợp là như thế nào? Đó là các cô xà lê, các cô tu nữ ở trong tu viện thì làm những cái phần sự, những cái vajavacha, làm những công tác phục vụ như quét dọn tu viện và những cái phần sự khác ở trong tu viện. Thì trong trường hợp đó cũng tính giống như là vajavacha, là người phục vụ trong tu viện, là những người hộ độ trong tu viện. Thì khi đó vị tỳ khưu được phép là cho những cái vật dụng của vị tỳ khưu chia sẻ cho tới các cô xà lê, thì tính giống như là cho tới người phục vụ trong giáo pháp, phục vụ trong tu viện. Các cô xà lê cũng phải có những nghĩa vụ phân sự để làm trong tu viện. Yes, I know. Yeah. We have time for one more question. Yeah. Nếu một xà lê mà dùng phương tiện gì? Phương tiện xe đạp để di chuyển chỗ này đến chỗ khác có được hay không? Nếu dùng để đi như là đi để vận động như là môn thể dục có được hay không thưa ngài? Vanami said, in the case of Sāla, can Sāla do cycling from here to there, and cycling with the purpose of exercise for improve body health? So is that okay for Sāla to do cycling? Yeah. Buddha time no cycling. So, but according to Vinaya, cannot find the Vinaya, but this is not called looking. Yeah. So not called looking in the practice area. No? Yes, at all. Yes. But
đạp xe nghĩa là cô tu nữ có được phép đạp xe không, thì cái xe đạp thời Đức Phật thì chưa có cái xe đạp, nên là trong luật cũng không có đề cập tới là có được đạp xe hay không, bởi vì ngày xưa không có xe đạp. Nhưng mà người nếu mà đi ra ngoài ấy, để người khác nhìn vô một người xuất gia mà đạp xe lái xe ấy, thì nó không không đẹp mà không không đúng đắn, không thích hợp, nên là không nên, không làm. So insect will be MC one kind of cyclist, but it is an indoor one. Now inside the room can do the cyclist machine. Cycling machine can run cycling like that. Such kind of machine is okay for exercise. Not the public area. Trong trường hợp mà có cái xe đạp thể dục thể thao đó, nó ở trong nhà, nhưng mà nó ở trong nhà thôi, không có ra ngoài bên ngoài, không đi ra chỗ ngoài công cộng, thì khi đó giống như là ở bên thiền viện ở Park sinh viên Singapore, thì có cái xe đạp đó nó ở trong nhà thôi, và đạp ở trong nhà, ngồi chỗ đạp thôi, chạy trong nhà, đạp trong nhà chứ không có ra ngoài đường. Thì trong trường hợp đó, để muốn tập thể dục cho có sức khỏe, để cho chữa bệnh hay là mục đích mà để có giữ gìn sức khỏe, thì trong trường hợp đó được phép là đạp cái xe đứng một chỗ đó, cái xe đạp đó, đúng không? Xe đạp ở trong nhà, không được đạp xe đi ra ngoài đường. Yes, sir. Sadhu. Sir, đó, so may sir, Lisa for the sharing, Marissa. Okay. Idame punya asrakaya vaha hotu. Idame punya nibbana sapajayo hotu. Mama punya bhagan sabha santana vajimi. Te sabbe me sama punya bhagan labhantamandu. Sadhu. Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Thank you Sayadaw for the wonderful Dhamma talk, and thanks Bante Bhagavara Tamika for the wonderful translation today. We would like to share all our merits that we've accumulated by keeping sila, learning Vinaya and practicing Vinaya to power Sayadawji. May Sayadaw be strong, healthy and long life. We also thanks everyone for your time and participation. See you all in the next session on Wednesday. May all be well and happy. Sadhu. Chúng con xin kính tri ân Ngài Sayadaw đã thuyết một bài pháp tuyệt vời cho tất cả chúng con, và kính tri ân Bàn Tê Pháp Thắng đã thông dịch cho chúng con. Chúng con xin kính dâng đến Ngài Paok Sayadawji những quả phước mà chúng con đã trong sạch làm đây, bằng cách giữ giới, học pháp và hành pháp. Chúng con xin kính mong Ngài Paok Sayadawji pháp thể khinh an, thân tâm an lạc, mãi là bóng tùng che mát cho chúng con. Xin cảm ơn quý vị đã tham gia buổi thính pháp ngày hôm nay. Xin hẹn gặp lại tất cả trong buổi học pháp lần sau. Thay mặt ban tổ chức, chúng con xin kính chúc chư tăng, Phật tử và đại chúng được hạnh phúc và an lành. Sadhu. Yeah. Good night, Sarah. Okay, sir.